Nửa tháng trước khi hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, theo ghi nhận của cộng đồng mạng, an ninh tại thành phố này đang được thắt chặt. Những vị khách được trông đợi tham dự sự kiện là Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Website của Đài truyền hình Việt Nam VTV tường thuật rằng Đà Nẵng cấm gần 30 tuyến đường trong tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 11. Chủ tịch nước Trần Đại Quang được báo thanh niên hôm 19 tháng 10 dẫn lời, không để rơi vào tình huống bị động hay gặp yếu tố bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp tuần lễ cấp cao APEC 2017. Trả lời báo điện tử Vietnam Express, Đại tá Lê Văn Tam là giám đốc công an Đà Nẵng, phụ trách tiểu ban an ninh và y tế thuộc Ủy ban quốc gia APEC 2017 nói rằng ban được giao triển khai các biện pháp an ninh, an toàn cho đại biểu về dự APEC tại Đà Nẵng. Cụ thể là đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống những thế lực thù địch, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo báo tuổi trẻ, gần 800 cảnh sát giao thông từ 63 tỉnh thành cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị kỹ thuật được triệu tập bảo đảm an toàn giao thông và dẫn đoàn trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Hôm 7 tháng 10, Bộ Chính trị Việt Nam chính thức phân công bộ trưởng giao thông vận tải trương quang nghĩa về làm bí thư đà nẵng thay cho ông nguyễn xuân anh là người vừa bị cách chức và buộc ra khỏi trung ương đảng một ngày trước đó